Em hành chủ Tô Cũ xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em hành chủ Tô Cũ xin giới thiệu với quý vị và các bạn một con hatchback nhỏ gọn. Đó là con i10. Con i10 này được sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động máy 1.2, bản đủ đầy đủ start top, gương kính chỉnh điện, na răng đúc 4 bánh, phanh ABS túi khí, đầy đủ luôn anh chị nhé. Con này được mang nước sơn màu cam, màu cam rất là độc và lạ. Màu trắng này, màu đỏ nhiều, nhưng con này con màu cam. Đấy, anh chị nào muốn sở hữu con xe này hãy alo luôn cho em theo số điện thoại 0904 250 500. Và hiện tại là con này bên em đang giao bán với mức giá là 355 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm có thể alo luôn cho em, hoặc có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Linh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Đông Uông Bí, Quảng Linh để có thể xem xe trực tiếp. Con xe này thì đang mang biển số Hải Phòng 15A21645, mang nước sơn màu cam, màu cam như con quay trách đỗ đằng kia. Đấy, màu cam, màu rất là độc và đẹp. Đẹp luôn anh chị nha. Đấy, em đang đi một vòng quanh về form dáng cũng như sơn si của nó cho anh chị xem. Form dáng thì tuyệt đẹp, bởi vì nó không hề tai lặn, không về va quẹt lặng gì cả, đâm ra nó còn rất giữ form, giữ dáng. Còn sơn si thì rất bóng bẩy, anh chị có thể nhìn thấy màu sơn của nó này, sơn xì bóng bẩy từ đầu đến cuối luôn, bẩy rất đẹp, na răng đúc 4 bánh, đây đang hướng ngược lắm, đấy, xe hơi bị đẹp luôn anh ạ. Anh chị ạ, bên em bán xe ra này đầu tiên cam kết rằng con xe này không bao giờ ngập nước, đấy, không bao giờ tai nạn nặng, còn cái sự va quẹt nhỏ nhặt thì không tính đến. Tai nạn nó không phải là vào cột kèo hay là vào rằng diếc thì mới ok. Còn đây là con này đăng kiểm đến tận tháng 4 2021 cơ, con này mới được đăng kiểm được 2 tháng, đăng kiểm rất là dài luôn nhé. Anh chị mua về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Cái dòng này thì anh chị là mua cho vợ, mẹ chị đi lại trong các phố phường, đưa đón con đi học đi làm thì rất là ok, đi rất dễ dàng và xăng rất là tiết kiệm anh chị nhé. Đây là răng của nó đây. Đấy, răng của nó cực đẹp nhá. Lốp la con này vẫn còn phải tầm 90% anh chị. Đây là về phần cua lốp, anh chị có thể nhìn thấy cua lốp trong rượu mộng mọt không nhá. Đấy, sáng này không được à. Nó tầm này khó nhìn quá. Đây gầm này, anh chị có thể nhìn thấy gầm. Nhìn phần gầm xem nó có hát gì không nhá. Không hề hát gì nhá. Gầm cực đẹp, sắt xi cực đẹp luôn. Tầm i10 nhỏ gọn này chỉ đi lại thôi, lòng vòng thôi, đâm ra gầm bệ nó còn rất là đẹp. Và con xe này đi rất ít nhá. Tí em sẽ cho anh chị xem là công tơ mét. Đây là về phần nội thất của xe. Đây là ghế da mới lại lỉ, đặc trưng của dòng i10 rồi. Bên ngoài ra giữa lòng này lỉ. Ghế thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ này, không có một chút lứt lát gì, đừng nói là rách dưới nhỉ. Hai ghế như nhau nha anh chị nhé. Cực đẹp luôn. Tắp bi của nó này, tắp bi nhựa và da của nó cực kỳ sạch sẽ và không có dấu vết có sự xước xác gì luôn. Con này trang bị đầy đủ tất cả các chế độ chức năng, 4 kính chỉnh điện, khóa kính, khóa cửa, 2 gương chỉnh điện, cụp xòe, đầy đủ tất cả chế độ chức năng nhé. Đây là phần keo chỉ, anh chị có thể nhìn qua này. Đấy, keo chỉ đẹp luôn, không mất phần luôn. Mất đây phần. Đây, ốc ác và tem mác đó đây, cực kỳ tuyệt vời nhé. Tất cả các chi tiết cực đẹp, rất đẹp luôn. Con này thì chạy rất là ít. Đây là sản xuất tốt, đây chìa khóa thông minh đây chị nhé. Thông minh đây, tốt này. Em khởi động rồi, một phát ăn ngay. Hiện tại đồng hồ đã hiển thị lên, con này chạy chuẩn 46.811 cây nha chị nha. Xe đi rất ít, nên anh chị có thể nhìn thấy phần vô lăng của nó này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí này, chế độ rảnh tay này, to nhỏ này. Đấy, anh chị có thể nhìn vô lăng cực đẹp nhé. Bởi vì xe đi rất ít mà. Tắp lô hôm trước này. Tắp lô cực kỳ sạch sẽ nha. Không xích xe này luôn nha. Khi người của bên đây đúng luôn, con này được trang bị một màn hình DVD rồi,
nhạc nhẽo đã được bật lên rồi. Đấy, con này được trang bị cả số camera lùi nhé, em thử cho chú xem. Đây, camera lùi này, nét luôn này, cực nét như chị nhá. Điều hòa đây, điều hòa tự động này, điều hòa rất là to này. Rất là lạnh nhé, con này cực lạnh luôn anh chị ạ. Điều hòa con này cực lạnh luôn. Đây là cần số của nó, số tự động này, phanh tay này, tất cả các chi tiết của nó rất đẹp nhé, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Con này chân lý nguyên bản này, chân lý nguyên bản nhé, chân lý nguyên bản, cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ. Cái sạch sẽ luôn chẳng hạn này. Đây, bộ ghế, hàng ghế sau này nét căng luôn, không có dấu hiệu gì gọi là rách dưới hay là cũ gì cả. Rất ít người ngồi, tức là sử dụng rất ít nhé. Đặc biệt cánh cửa sau anh chị có thể thấy đẹp, đẹp cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ. Keo chỉ đây, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ còn nguyên không mất phần nào. Lên rồi nhá. Về phần cốp của nó này, đi cốp này, cốp cực đẹp, cực đẹp anh chị nhé, xe cực đẹp luôn đấy, đẹp một cách xuất sắc đấy anh chị ạ. Tất cả các đầu đi cột kèo của nó anh chị nhìn này, rãnh nước này, cả các đinh tán của nhà sản xuất còn nguyên, sắc nét cực kỳ, không có dấu hiệu gì va chạm luôn cả, không có chút gì va chạm cả nhá. Cốp sedan thì nó rất là nhỏ, nhưng mà cũng có thể đã dùng được, và hiện tại đang rất là sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ từ phần nhựa đến phần lề. Lốp xe cua của nó đây, lốp xe cua kích lốp đầy đủ đây, và sàn của nó anh chị có thể nhìn đây này, đẹp tuyệt đối, không có một chút gọi hoen gì, xe đẹp cực đẹp đây nhá. Đấy. Đây tắp đi bên này nữa cho anh chị được xem. Từ phần nhựa, phần da và phần keo chỉ không mất phần là ốp bạc này. Đấy. Đẹp tuyệt đối mà. Đây, cho anh chị xem lốt cánh cửa bên phụ và trước phụ. Keo chỉ như là ốp bạc này, không mất một phần luôn anh chị nhé, không mất này phần luôn. Đấy. Đấy, em vừa review cho anh chị về con i10, review về bốn cánh keo chỉ, đít cốp, cũng như là gầm bệ, cua lốp và nội thất của xe. Tất cả bốn cánh và đít cốp đều zin hết, keo chỉ không mất một phần, nội thất thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp. Xe đi có hơn 4 vạn thôi, 4.6 vạn, cực đẹp luôn. Tất cả chi tiết gầm bệ cực đẹp nha anh chị nhá, cam kết rằng con xe này zin tuyệt đối. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem nữa về phần lắp capo và máy móc để xem có hoạt động bình thường hay không nhé. Capo này, capo anh chị nhìn này rất là cân đối nhá, rất cân đối luôn. Tất cả xung quanh keo chỉ còn nguyên. Ốc ác của nó còn nguyên này, cực đẹp này. Đấy, keo chỉ này. Keo chỉ này, ánh sáng cái tầm này rất là khó nhìn. Đây là đầu tai đèn này, cũng như đằng sau anh chị nhìn thấy đầu ra đèn, đầu tai đèn, tất cả con ốc của nó này gì đen này, cũng đằng sau này. Đây, đèn của nó này. Giảm đằng trước cực kỳ cân đối nhé, phụ giảm sóc và tai đèn phía bên này cũng thế nhé, không có dấu hiệu gì. Đây là tổng quan của máy móc này, máy móc đang hoạt động bình thường này, chỉ có hơi bụi bẩn theo thời gian, được còn là cực kỳ khô ráo nhé. Đây là tất cả các ốc của bệ chân máy, chỉ con này chưa từng có dấu hiệu thì tháo lắp máy, cổng máy ra cả nhé. Đây tất cả ốc mặt máy này, ốc mặt máy và mặt máy chỉ nhìn thấy này, cực kỳ khô ráo nhá, cực kỳ khô ráo luôn, không có dấu hiệu gì, chắc gì sổ mỡ cả.
đẹp, máy lổ rất êm, rất là thì thầm, máy 1.2 rất êm. Đấy, ok luôn. Đầu tiên con xe này em cam kết rằng không ngập nước, không tai nạn thì anh chị không phải suy nghĩ gì cả. Anh chị có đến xem trực tiếp mắt vừa mắt và giữ em nó về thôi. Đấy, em vừa giới thiệu về con i10, cái sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động, bản đầy đủ startup, máy 1.2. Hiện tại bên em đang giao bán với giá là 355 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy con xe phù hợp với mình thì alo luôn cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Linh tại địa chỉ ngã ba đường 10, phường Đông Uông Bí, Quảng Linh để có thể xem xe. Vâng, và ai mới xem video của em lần đầu hãy đăng ký kênh cho em và hãy bấm vào nút chuông bên phải của màn hình để có thể cập nhật được tất cả những mẫu xe em vừa đăng lên, để anh chị có thể cập nhật mà nhanh nhất và biết đến nhất, có thể là đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất về cho mình và gia đình mình có được con xe ưng ý. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại những video khác và những con xe khác. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.